Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lanh. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2020, tức là ngày 9 tháng 4 âm lịch. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay chúng tôi bàn giao một bộ cuốn thư câu đối cho gia đình bác. Bác đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi. Và đây là chiếc cuốn thư thì chúng tôi treo trước. Chúng tôi sẽ lấy tâm giữa của phòng khách để chúng tôi treo bức cuốn thư trước. Sau đó chúng tôi sẽ treo câu đối sau. Và như trên màn hình quý vị đang xem đây là cơ sở Đồ Gỗ Yên Lanh đang treo và lắp đặt cho gia đình bác bộ cuốn thư câu đối gỗ gụ dát vàng chuẩn của Đài Loan. Và thông số của bức cuốn thư như sau. Bức cuốn thư chúng tôi làm dài 1m97, chiều rộng là 97 và dày 5 phân. Và câu đối chúng tôi làm dài 1m97, rộng 28, dày 4 phân. Toàn bộ mẫu này là mẫu cuốn thư câu đối Long Hóa. Thì bác đã chọn ngày tốt và hôm nay chúng tôi có mặt sớm để bàn giao cho gia đình bác. Và cũng được biết là đây là không gian phòng khách cũng như là phòng thờ luôn. Và bác làm khu biệt thự này là để cho hai ông bà ở, chứ gia đình bác thì lại ở cách đây hơn 2 cây số nữa cơ. Thì công trình của bác đang xây biệt thự đây đang trong công đoạn hoàn thành cuối cùng, hoàn thiện sơn và lên màu. Thì nay được ngài bác đã yêu cầu chúng tôi là lắp đặt cuốn thư câu đối. Chúng tôi sẽ review quang cảnh biệt thự của nhà bác đang xây dở đây. Không gian phòng khách cũng như là phòng thờ của nhà bác rất là rộng. Và bác cũng lên màu rất là sáng. Đây là những người thợ của chúng tôi đang treo lắp những công đoạn cuối cùng của bộ cuốn thư câu đối đây. Toàn bộ cuốn thư câu đối này là chất liệu bằng gỗ gụ. Thì quý vị nào muốn đặt một bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua 2 số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bác cũng xem rất nhiều cơ sở trên mạng thì bác đã tin tưởng và đặt cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh. Bác đã xem online và đặt hàng online thì hôm nay chúng tôi đã có mặt tại Nga Sơn, Thanh Hóa để bàn giao cho gia đình bác. Và bên trong phần hậu cung là những người thợ đang làm vách ngăn. Thì sau này bác sẽ để 2 chiếc bàn thờ vào 2 bên. Một bên thờ thổ công và một bên thờ gia tiên. Thì chúng tôi đang lắp phần cuốn thư câu đối là ở bên gian ngoài, gian phòng khách. Thì bên cạnh những mẫu cuốn thư câu đối như này thì cơ sở Đồ Gỗ Yên Lanh đang còn những mẫu cuốn thư câu đối chữ Việt, chữ thư Pháp. Hoặc là ví dụ như các bạn làm cuốn thư 4 chữ Ẩm Hà Tư Nguyên hay là Đức Minh Thế Bảo. Quý vị có thể truy cập vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Yên Lanh hoặc fanpage Đồ Gỗ Yên Lanh để quý vị có thể xem thêm hình ảnh về những sản phẩm mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Đây, và chúng ta cùng chiêm ngưỡng toàn cảnh bộ cuốn thư câu đối mà chúng tôi đã lắp xong đây. Chúng tôi đã bàn giao vào đúng vị trí cho gia đình bác là ở gian phòng khách. Chúng tôi xin nhắc lại là cuốn thư dài 1m97, rộng 97 phân, dày 5 phân. Và câu đối là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Toàn bộ cuốn thư câu đối này có tên gọi là mẫu Long Hóa Mai, hay còn gọi là câu đối Mai Điểu. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh ngày càng lớn mạnh. Quý vị hãy nhấn vào nút chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất mà cơ sở đưa lên. Vì trung bình một ngày chúng tôi đưa lên từ 3 đến 4 video. Tất cả các sản phẩm liên quan tới đồ gỗ như bàn ghế phòng khách hay phòng thờ, hay là những bàn ghế đồ nhỏ mini. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.